tiên về, nhanh lên nhanh lên. Ăn uống no nê rồi đi về đi, đi về. Chưa xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hoài luôn á. Mày cứ ngồi im, mày làm cái chuyện của mày đi. Tao làm cái chuyện của tao. Mà ăn rồi cái mày cứ cầm cái máy quay lên, mày yên như mày bị nghiện á, mày bị khùng, mày bị điên á. Tao đang làm cái chuyện của tao. Không. Đi ra khỏi nhà tao. Mày muốn làm gì chuyện của mày? Ra ngoài nó nóng, nó ồn ào. Cái chuyện đó, cái gì đó nó liên quan, nó phải ở trong này mới được. Hiểu không? Mày cứ ngồi im bấm điện thoại mới gì? Tao thích kiểu giống như mày rất có nhu cầu giao lưu với tao lắm đúng không? Mày rất thích giao tiếp với tao cho nên là mày cố tình mày nhăn thôi. Chứ còn kệ mẹ tao, đúng không? Đừng có đụng, đừng có quay gì chúng tao hết á. Gì? Cho hỏi này cái được không? Hỏi một cái bình thường. Không. Mày phải ít ra mà cũng phải nghi thì tao hỏi cái gì đã chứ. Hỏi. Thì bây giờ xong nhiệm vụ rồi tao mới đi được chứ. Ấy mày ngồi im đi, cho tao hỏi một cái thôi. Tao hỏi một cái thôi. Đi. Ê mày. Ý là tao hỏi nè. Nhà tao từ sáng tới giờ rồi đó. Ấy là mày rảnh mày cho tao coi bàn chân xíu được không? Mày khùng hả? Sao vậy? Coi chi? Mày điên cái ai mà đi coi tự coi bàn chân, tự coi bàn chân của mình mày? Ai mà đi coi? Mày quýnh hơi đau nha. Mày ngồi xuống. Mày cho tao coi bàn chân cái đi. Biết sao mày coi bàn chân không? Còn tao mới biết phát hiện là cái bí mật này hay lắm. Tao coi bằng chân tao đoán được tính cách và vận mệnh cuộc sống cuộc đời của mày mà tương lai sau này mày phát triển như thế nào luôn. Mày cho tao coi cái bằng chân thử đi. Đi về. Đi về. Vậy bây giờ nè. Nếu mà không cho coi bằng chân cho coi cái nách đi. Nói chứ cho coi bằng chân thử đi. Mày cho tao coi cái bằng chân thử, tao coi cái bằng chân mày coi sao thử mày. Tao năn nỉ mày luôn á. Không á. Chứ mắc mới gì mày không cho tao coi thử bằng chân mày. Không. Tại sao không thích? Tao không muốn. Mắc mới gì mày không muốn? Bạn bạn bè nhau cho coi bằng chân. Đi về. Mày ở nhà tao từ sáng giờ. Một tuần nay mày ở ăn ở nhà tao. Cuối tháng mày trả tiền điện nha. What? Tao trả mày 3 tháng tiền điện luôn. Mày cho tao coi cái bằng chân mày đi. Không. Mày cho tao coi bằng chân mày rồi. Mày muốn coi cái gì tao cho mày coi cái đó. Bây giờ mày cho tao coi bằng chân mày, mày muốn coi cái gì của tao, tao cho mày coi cái đó. Tao không thèm coi cái gì của mày, cái gì cũng gớm á. Sao? Mày chưa coi biết gớm? Chưa coi biết gớm? Để cho coi bằng chân cái đi. Không á. Sao kỳ vậy? Mày cho tao coi bằng chân. Đây nè. Tao có thể đoán được. Bây giờ nè, tương lai cái bằng chân mày. Cho mày. Ừ. Nhưng mà phải coi sát được cái bằng chân của tao nha. Hả? Mày định đạp vô mặt tao. Không cần để đó thôi, để cửa khúc đó thôi. Bây giờ mày phải coi sát cho mày coi. Bây giờ không cho coi bằng kênh coi nát đi cũng được. Thì mày cho tao coi cái bằng chân thử đi. Ủa, mày mày cho tao một lý do tại sao mày không cho coi. Mày nhanh đi cho về, nãy giờ mày nháy dữ mày. Mày đi về không? Mày lấy đứa nước cho tạt cho mặt mày mới được. Mắc mới gì mày tạt nước tao? Nhưng mà tao... Mắc mới gì mày có cái bàn chân mà mày cũng keo kiệt với bạn vậy? Ủa quên, cái bàn chân của tao là cái quyền sở hữu của tao. Mày nghĩ nó quýnh tao hả? Bây giờ một là mày hả? Hay là tao thì... Một là mày coi bàn chân tao, hai là tao đập cho mặt mày. Chẳng nha. Cũng được. Coi bàn chân sẽ bị đập chứ mà. Được. Ok. Đưa bàn chân ra. Bỏ bàn chân xuống để tao coi cái bàn chân. Mày bỏ bàn chân xuống nè. Mày bỏ bàn chân ra nè. Mày cúi xuống. Thì tao coi xong rồi mày đập, sao mày đập chứ. Mày chưa gì mày đòi đập rồi.
hả? Thôi bỏ. Hả? Nè, tao hỏi mày nè, cái lý do tao kêu coi bằng chứng mà mày làm gì mày phải nhăn? Bây giờ nè, bây giờ mày coi không? Coi không? Chứ mày làm gì ông nội ai dám coi? Coi không? Phải coi. Không, bây giờ không muốn coi nữa. Bây giờ để không muốn coi nữa. Không muốn coi nữa. Cúi xuống này tao thôi, cho coi. Không, không coi. Cúi xuống rồi, tao coi tí thôi. Thôi bỏ, bỏ, đừng nên áp bực, đừng. Bỏ xuống đi. Mới coi chút xíu cũng không được trời. Thì đó kêu coi đi. Bởi vì là... Thì đó kêu coi. Ok, bây giờ mày đập cái đó lên đầu tao cũng được nữa. Coi nách đi. Thôi. Đi. Đi. Muốn mày muốn chết mày luôn rồi. Đi về. Đi về, đừng có hỏi. Tao không có chơi này. Mày đừng có nói làm sao là tao không giúp đỡ mày nha. Thiệt thật mà nói luôn. Coi bằng chứng cũng không được mà coi nắp nó cũng không cho. Chán thiệt. Ok anh em. Thì đây là bên ngoài đây. Mình vẫn chưa hỏi và chưa xin được Ngân coi bàn chân với lại nách. Thì bây giờ thì cũng đã tối, nhưng mà nói chung làm cái công việc này của mình thì clip muốn hay thì làm gì bên trong chứ. Thì phải có độ nhây. Nói chung là từ đây mình biết là ông Ngân kiểu gì nó phải đi ra vệ sinh hoặc đi uống nước hoặc là đi tắm gì đó. Chứ lúc nãy giờ nó về nó đã làm được điều đó đâu. Nên mình phải ở đây và mình phải quyết tâm hỏi được bằng được là cho xem bàn chân và xem nách. Ngoài sân thường buổi tối mọi người thấy đẹp không? Bây giờ mình cứ ở đây mình chờ, kiểu gì nó cũng sẽ đi ra thôi. Ok anh em nhé. Khi nào nó đi ra mình sẽ quay tiếp cho anh em để hỏi bằng được nhé. Ok. Nhưng mà chưa về là đúng có nhà của người ta mà. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Trời ơi, đi về đi trời. Ý là mày suy nghĩ xong chưa? Để mày quyết định nhanh để tao không biết đường tao đi về nè. Bây giờ mày đi về đi, tao đang phải đi ngủ, ngày mai tao phải đi làm nữa. Thì mày đưa cái bàn chân cho tao coi thử trong vòng 5 giây thôi. Chuẩn bị tạt nước nè. Trong vòng 5 giây thôi mày đưa cho tao coi bàn chân cái. Bàn chân 5 giây còn nách đưa 1 giây thôi được nữa. Nhanh đi để tao đi về, tao rất bực mình mày luôn á. Hả? Mày làm gì hả? Mày làm gì hả? Mày làm gì phải? Tao không làm gì mày luôn á. Thì sao mày đổi giọng nhanh quá vậy? Hả? Mày đổi giọng. Tao ngồi từ sáng giờ mà tao rất là mệt, tao không ăn cái gì luôn. Mày nói giọng nhanh. Một là mày đi về, hai là cái chảo vô đầu mày luôn á. Mày nhây còn hơn là ma ám thôi nữa, tao thiệt luôn á nhạc. Một. Tao rất là từ sáng giờ bà mày. Tao hỏi có xíu thôi mà mày không trả lời. Ơi. Mày cho nó coi bằng chân hả? Chứ bây giờ một hai mày quýnh cùng vậy thôi. Tao quá mệt, cho tao hỏi thăm nhẹ xíu 5 giây thôi. Bây giờ tao quất cái đầu mày một cái. Tao sẽ cho mày qua mẹ. Tao rất là mệt luôn á. Mày quýnh cái đó trên đầu là chấn thương sọ não là chết. Chết thì mày mở ai. Mày cho tao coi thử một lần á mày. Mà tại sao mày không cho coi? Hả? Đi về. Tại sao mày không cho coi? Đi về. Thôi mày đi ra, tao tự đập vô đầu tao cũng được mà. Đi ra, đi ra. Cho coi chân gái mày. Cái thằng thì nhây nha. Mày cho coi không? Mày cho coi. Không cho coi. Nó quyết định không cho coi. Cho coi không? Hả? Thì thôi tao đi về. Đi. Thôi nó quyết định nó không cho coi rồi anh em ạ. Nó không cho coi rồi thì thôi thì mình về. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau.
dù sao cũng mệt rồi, lần sau thì mình không coi xem cái đó, lần sau mình xem mấy cái nó quan trọng sâu xa hơn mà nó huyền bí hơn. Anh em nào muốn xem cái gì thì comment ở bên dưới. Ok.